bắt nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở Sài Gòn. Ngày 19 tháng 10, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt do Quách Trinh Nhân, thường gọi là Siêu Nhân, sinh năm 1972, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cầm đầu. Hiện công an đang truy bắt thêm các đối tượng còn lại trong băng nhóm này. Ngoài Nhân, công an bắt giữ thêm 4 đối tượng khác là Bùi Văn Vinh, thường gọi là Dâu Anh, sinh năm 1987, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Dương Thị Sen, thường gọi là Gái Vọng, sinh năm 1965, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Đỗ Thị Hạnh, sinh năm 1942, ngụ TP Hải Phòng, và Trần Văn Điệp, sinh năm 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Điệp bị bắt vì hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, giữa tháng 9 năm 2019, mạng xã hội và báo chí đăng tải phản ánh về việc một băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên. Tiếp nhận những thông tin này, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra xác định băng nhóm này do Nhân cầm đầu. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Nhân cùng nhóm đồng bọn. Bước đầu, nhóm khai nhận dàn cảnh móc túi hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên. Nhân phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Khi thực hiện hành vi, nếu nạn nhân phát hiện thì sẽ có một số thành viên cản địa để đồng bọn tẩu thoát. Nếu nạn nhân chống trả, nhóm đánh rồi tẩu thoát. Nhiều người vào bệnh, các nạn nhân cũng bị nhóm hành hung. Sau khi thực hiện thành công, nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho Hạnh là người bán nước dạo ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ. Tài sản sau đó được mang bán nhóm chia nhau. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm do Nhân cầm đầu. Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm này tới công an để khai báo phục vụ việc điều tra.